sĩ ở đây thì làm việc rất là chuyên nghiệp và chu đáo. Bác sĩ làm thì rất là cẩn thận và nhẹ nhàng, và bác sĩ kia làm rất là tốt và không hề đau. Bác sĩ Hổ là một bác sĩ trẻ nhưng tay nghề rất là vững vàng.